Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 890 của shop em ạ. Và video hôm nay em lên rất là nhiều những mẫu cần 2 khúc 3 khúc từ cần flip cho đến carbon để các anh có nhiều sự lựa chọn nha. Mình vừa câu đơn này, câu đơn đánh lăn xê hoặc câu sông câu hồ. Có những cây độ cứng cao các anh câu tra được nha. Câu cá tra, cá chim, chép này đều được hết. Và phía cuối video sẽ là một vài mẫu cần 3 khúc. Chiều dài của nó sẽ từ là 2m4 này, 2m4, 3m9 và có cả 4m2 nha các anh, 3m3, 3m9, 4m2, đầy đủ các size để các anh đánh bạc bãi biển này, câu lục đầu cần. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship của mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn, còn đơn máy là 30.000 nha các anh. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ạ. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại ghi bên góc trái màn hình là 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên sẽ một con máy câu dòng ISD nha các anh. ISD 6000, size thượng máy thì khoảng tầm là 4 đến 5000, con máy này 4 đến 5000 nha. Thông số cước, cước số 4 vào 230, cước 5 vào 200, cước 6 sẽ vào 140 m ạ. Cối sóng khi xoay sẽ có tiếng lưỡi gà kêu này. Và vòng tua của máy 5.2 nha các anh, tốc độ thu dây nhanh, vòng tua cao. Quay nhẹ mượt nha, nó không xào không lắc tiếng nào hết, gạt cước nhảy. Con lăn cước hoạt động ổn định nha các anh, và đảo chiều tay quay được, đảo trái phải đều được luôn. ISD 6000 ạ. Radio 5.2. Còn đây sẽ là hai chiều nha các anh, hai chiều của máy. Và mã máy số 1 ạ, mã số 1 giá con máy này là 130.000, mã máy số 1 có giá là 130.000. Tiếp theo là mã số 2, một con máy câu đuôi chuột nha các anh, KC3000, máy đuôi chuột KC3000 ạ. Size thực của máy là size 3000 nha các anh, máy này các anh câu đơn này, câu ISO, câu luôn, hoặc mình câu ngâm đều được hết. Cối sóng, cối này của nó là cối kim loại nha các anh. Thân carbon, cối kim loại, KC3000, size thực 3000 ạ. Và vòng tua của máy là 5.2, vòng tua cao. Thông số cước, cước 2 vào được 225m, cước 3 155 và cước 4 vào được 115. Gạt cước rất là chắc chắn và rất là nhạy luôn nha các anh. Rất là nhạy nè, con lăn còn sáng. Máy này thì em chỉ còn sót một con máy duy nhất thôi nha. Thì hôm qua giờ các anh hỏi em cũng nhiều nhưng mà nó hết hàng á. Hôm nay em kiểm tra lại thì còn sót đúng một con duy nhất nè, em lên lại. Các anh nhanh tay chốt đơn nha. KC3000, một con máy duy nhất. Đảo chiều tay quay trái phải đều được hết ạ. Và nó có ba tua lơ nha các anh. Có ba tua lơ. KC3000 ạ. Màu đen rất là đẹp nha các anh. Đảo chiều tay quay trái phải được hết. Và mã số 2 giá máy 320.000, mã số 2 giá 320.000 ạ. Tiếp theo mã số 3 sẽ là một cây cần câu lu máy đứng. Cần câu lu máy đứng chiều dài 2m1, độ cứng MH nha các anh, của hãng Shimano. Hàng China xuất sang Nhật và thông số tải mồi sẽ từ 10 cho đến 30 g. Tải cá cây này thì được 10 đến 20 lb nha các anh, cũng trên dưới 10 kg cá nè. China xuất sang Nhật ạ. Bát thì là bát hãng, bát vặn và cái phần tay cầm ở đây của nó là cán gỗ nha các anh, vẫn còn nguyên siêu. Còn nguyên siêu chưa bóc nè. Cán gỗ. Cần của hãng Shimano. Và khoen của cái này là khoen hãng nha các anh, khoen hai chân, dạng khoen hãng. Đọt 2 ly nè, độ cứng MH. Chất liệu carbon xoắn. Và trọng lượng của cần là 130 g. Và mã số 3 nha các anh, mã số 3 giá cần là 370.000. Mã số 3 giá 370.000. Tiếp theo mã số 4 sau một cây cần 2 khúc dây trong ạ. Chiều dài 1m8. Inner liner nha các anh, cần 2 khúc dây trong. Cái này thì 1m8 và độ cứng của nó khoảng tầm là 80 ạ. Độ cứng 80. Ngoại hình rất là sáng, 90% nha các anh. Còn bát là bát Fuji, bát vặn. Giảm bát Fuji, bát vặn cho mình. Còn phần tay cầm ở đây là cán mút ạ. Tay cầm cán mút này. Phôi carbon xoắn nha. Khoen thì là khoen xứ xích. Khoen loại xứ xích. Và ngọn cần sẽ là 3 ly mốt nha các anh. Trọng lượng 268 g. Và mã cần... Cái này có mã số 4. Mã số 4 giá cần sẽ là 450.000, cần 2 khúc dây trong, mã số 4 giá 450.000. Tiếp theo mã số 5. Số 5 cũng là quay 2 khúc dây trong 2m1 nha các anh. Cái này thì cứng 50 của hãng Ryobi ạ. Ryobi Hàn Quốc xuất sang Nhật. Tem vàng đầy đủ. Khoen xích nè, đầu bu cũng là đầu bu Fuji xứ xích luôn nha các anh. Nó sẽ chống xoắn dây nè, ra dây nhanh cho mình. Các anh xem phôi cứng 50 thôi nhưng mà phôi siêu dày nha. Phôi rất là dày nên là anh nào mà mình muốn lên khoen
lên khoen để mà mình câu ngâm lăn xê xong hồ á, thì nên chọn những phôi dây trong nha, những cây phôi dây trong. Vì phôi nó rất là dày nha các, rất dày, lên khoen đánh hiệu quả nè, chịu lực tốt. Bát Fuji chữ vàng bát vặn, tay cầm cái mút, ngoại hình 95%, ngọn 2 ly 6, trọng lượng 230 g. Và mã cần số 5 ạ. Mã số 5, cây này sẽ có giá là 600.000, mã số 5 giá 600.000, 21 cứng 50. Tiếp theo mã số 6 sau một cây cần 2 khúc Suyumi nha các. Cần 2 khúc khoảng Suyumi, chiều dài của cây này là 2m7 và cần có độ cứng từ 80 cho đến 100 ạ. 2m7 cứng 80 đến 100 Suyumi. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn, có tem vàng đầy đủ, chất liệu carbon xoắn. Carbon xoắn nha các. Và khoen thì là Fuji loại sứ xám này, khoen này khoen zin theo cần luôn. Đầu bu của cây này nó là sứ xích nha các. Sứ xích chống xoắn dây này, chống xoắn dây ra dây nhanh. 2m7, độ cứng cao. Cây này các anh câu chim chép khá là ok ạ. Đánh cá tra cũng ổn nha các. Đọt 2 ly 4, trọng lượng là 361 g. Phần tay cầm làm nhám cho mình ạ. Tay cầm làm nhám khuyên Fuji loại sứ xám này. Ngọn 2 ly 4 trọng lượng 361 g. Và mã cần số 6 nha các. Mã số 6 giá của cây này sẽ là, mã số 6 và giá cần là 950.000. Mã số 6 nha các, có giá là 950.000. Tiếp theo mã số 7. Số 7 lên cho anh một mẫu cần 2 khúc Alpha Tacker nha. Cây này thì dài 2m55. Cần 2 khúc độ mới cũng 99% nè, khoen Fuji loại sứ xám. Cần 2 khúc 2m55 nha các. Cây này nó cứng 80, độ cứng 80, câu biển được ạ. Alpha Tacker nè, phô carbon xoắn toàn thân, bát Fuji chữ vàng, dặm bát vặn ạ. Và ngọn cần sẽ là 2 ly 1, trọng lượng 310 g nha các anh. 310 g mã số 7. Mã cần số 7 và giá của cây này là 950.000. Mã cần số 7 cần 2 khúc Alpha Tacker có giá 950.000. Full carbon, hàng đẹp, hàng tuyển nha các anh. Độ mới cao. Tiếp theo số 8 sau một cây Herabuna 6m3 ạ. Cần câu tay lóng dài, full carbon, hàng dòng cần săn hàng nha các anh. Chuyên chấm đen với lại mè này, chép hồ dịch vụ, đánh rất hiệu quả. 6m3. Cái này nó được sản xuất tại Hàn Quốc nha các, Made in Korea. Phôi siêu dày luôn và có khoen được các mũi dây bảo hiểm đầy đủ. Phần tay cầm của nó đây ạ. Herabuna 6m3. Có nắp chụp nha các, có nắp chụp, có túi đi kèm và ngọn cần là ngọn 1 ly 2. Ngọn 1.2 ly, độ cứng 5H nha các, ra thẳng tắp luôn, không võng tí nào hết. Cứng 5H cho mình ạ. Và 6m3 thì cần sẽ có 6 lóng nha các, 6 lóng tất cả. Độ 1 ly 2, trọng lượng 224 g. Và mã số 8 giá cần sẽ là 1.050.000. Mã con số 8 có giá là 1.050.000. Và tiếp theo mã số 9. Số 9 nha các, một cây cần 3 khúc Shimano dòng Chiton ạ. 3 khúc Shimano Chiton, chiều dài 3m3 và cây này có độ cứng là 40 nha các. 33 cứng 40, phôi carbon xoắn gần nít toàn thân. Khoen sẽ là Fuji xứ xích ạ. Khoen này khoen zin theo cần nha các. Khoen xứ xích, đầu bu cũng vậy, đầu bu Fuji xứ xích luôn. Carbon xoắn gần nít cả 3 khúc luôn nha các, nó xoắn toàn thân luôn, cả 3 khúc. Bát thì là Fuji chữ vàng, dạng bát vặn này, Shimano xoắn nít. Có khoen để buộc dây bảo hiểm nha các. 33 cứng 40, khoen bát Fuji, khoen zin theo cần. Cái này zin nguyên bản không hao hụt nha các, không hao hụt, không lỗi lầm này. Và ngọn sẽ là 2 ly 2, trọng lượng 343 g. Mã cần số 9. Mã số 9 và giá cần sẽ là 4.650.000. Mã cần số 9 nha các, có giá là 4.650.000 ạ. Có túi zin Chiton đi kèm nha, Shimano Chiton đi kèm. Tiếp theo thì sẽ là những cây cần ở bên dưới này nha các. Đầu tiên là cây cần 2 khúc hãng Ryobi. Ryobi 2 khúc full carbon, chiều dài 1m5 nha các. 1m5, 1m5 nè, và độ cứng là từ 100 cho đến 150. Độ cứng cao nha các. Cây này đánh dít rất ok nè, hoặc anh câu ngâm lăn xê. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn, tay cầm mút, tay cầm bên dưới này bọc da. Ở đây thì làm nhám nha các.
làm nhám chống trơn trượt này. Khoen Fuji loại sứ xám. Fuji sứ xám và cây này thì theo năm tháng nó là cái lớp keo của nó cũng có hơi bong nhẹ một tí, nhưng mà không ảnh hưởng đến chỉ ở bên trong nha các. Lớp chỉ thì không hề ảnh hưởng nha, nó chỉ bong keo lớp ngoài thôi. Cái này anh nào lấy thì em đi keo lại cho mình nha. Đi keo lại cho nó chắc chắn khoen này. Ruby 1m5 ạ, đọt Bali 5, trọng lượng 400g, mã cân số 1 giá 600.000, full carbon. Mã số 1 giá cân 600.000 ạ. Đòn này đọt đặc là nó chịu lực rất là tốt nha các. Chịu lực cực kỳ tốt luôn, 1m5, cứng 100 đến 150. Và tiếp theo là mã số 2 nha. Mã số 2 một cây cần đặt 1 khúc. Cây này dạng cần máy đứng, chiều dài 1m2, cứng 40 nha các. Đọt to độ cứng cao nè, 1m2 độ cứng 40. Khoen cái này nó sẽ là khoen hãng, 3 khoen một đầu bu ạ. Độ cứng 40, chiều dài 1m2 cho mình. Và cần có ngọn là 2 ly 9. Ngọn 2 ly 9 bát hãng bát vạn. Tay cầm cán mút ạ. Trọng lượng của cái này nó là 164g nha các. 164g, mã cần số 2 giá 200.000. Mã số 2 giá cái này là 200.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 là cây cần một khúc OGK nha các. Chiều dài 1m3. Chiều dài 1m3 và cây này nó cứng khoảng tầm là 30, 25-30. Khoen cũng là khoen hãng luôn, dàn khoen hãng. Khoen còn rất là mới nha các. Đòn này cứng tầm 25-30 nè. Chiều dài 1m3. Đòn 1 ly 2, trọng lượng 108g. Và mã cần số 3 ạ. Mã số 3 OGK của China xuất sang Nhật nha các. Mã số 3 giá cần là 200.000. Mã cần số 3 có giá là 200.000. Tiếp theo mã số 4. Số 4 sau một cây gác cần nha các. Một cây gác cần. Khi các anh mình đi câu á, mình cần dùng thì mình tháo cái lớp mút này ra. Nó sẽ có một cái đầu nhọn để các anh găm xuống đất nha. Có đầu nhọn mình găm xuống đất nè. Cái này thì nó không thu gọn lại nha các. Nó là dạng một khúc dài luôn. Gác cần bằng kim loại nè, hàng China xuất sang Nhật. Chiều dài của cây gác cần này nó là 1m5 nha các. Chiều dài 1m5, một khúc luôn, một khúc dài đúng 1m5 luôn. Có đầu nhọn găm xuống đất, không thu gọn lại nha các. Nó là dạng một khúc nè, gác cần. Chất liệu bằng kim loại. Và mã số 4 ạ, mã số 4 cây này có giá 250.000, gác cần một khúc nha các anh. Mã số 4 giá 250.000. Tiếp theo mã số 5, một cây cần 2 khúc. Một cây cần 2 khúc Ebisu nha các anh, chiều dài 1m8. Cây này có độ cứng tầm là 30 ạ. Cứng tầm 30, không quá cứng cũng không quá mềm. Không có quá mềm đâu nha các anh. Thích hợp đơn ngâm lan xê. Và nó sẽ có hai khoen là khoen có loại sứ nha, là khoen cái này và cái khoen kế tiếp. Còn những khoen này là khoen giống như khoen pha ly nha các, giống như khoen của cần pha ly luôn. Phôi phíp đọt đặc thép. Bát Fuji Sheet bát xếp đòn 1 ly 8 trọng lượng 200g và mã cần số 5 ạ. Mã số 5 giá cái này 250.000, mã số 5 giá còn 250.000. Và tiếp theo mã số 6, số 6 là một cây 3 khúc Olympic nha các. Olympic chiều dài 2m4 và cây này đọt nó cứng tầm 15-20. Đọt câu cực kỳ cảm giác luôn ạ. Đọt cứng 15-20. Hãng Olympic nha các. Ngoại hình tổng quan được 85%. Nó sơn màu nâu nha các, màu nâu. Bát thì là Fuji FX6, bát gập, tay cầm cánh gỗ. Đọt 1 ly 3, trọng lượng 193g ạ. Olympic 2m4. Mã cần số 6, mã số 6 và giá của cây này là 250.000. Mã số 6 giá cần 250.000. Tiếp theo là mã số 7 nha các. Số 7 là một cây 3 khúc 2m7 ạ. Cần 3 khúc full fit, chiều dài 2m7. Và cây này thì độ cứng của cần là độ cứng tầm 50 nha các. Độ cứng tầm 50, ngọn 2 ly 6 nè, khoen là khoen hãng nha. Ngọn 2 ly 6. Bát bát hãng luôn nha các, bát hãng bát vặn, tay cầm cánh gỗ. Ngọn 2 ly 6 trọng lượng 230g và mã cần số 7, giá cần 250.000. Mã số 7 giá của cái này sẽ là 250.000 ạ.
Tiếp theo mã số 8, một cây cần 2 khúc Olympic nha các. 2 khúc Olympic, chiều dài 2m1, độ cứng 40. Và cây này phô của nó sẽ là phô phíp ạ. Phô phíp, còn ngọn là ngọn đặc tháp nha các. Phô phíp ngọn đặc tháp hãng Olympic, khuyên Fuji loại xứ xám. Fuji xứ xám cho mình. Còn bát và Fuji FS7. Bát FS7 các anh gắn mây lớn được ạ. Gắn mây lớn được. Và cây này ngọn là 1 ly 9 nha các. Mà 1 ly 9 trọng lượng 210g. Mã cần số 8, giá cần 300.000. Mã số 8 giá cần 300 ạ. Và tiếp theo là mã số 9 nha các. Mã số 9, một cây cần 2 khúc phô phíp luôn. Cây này có chiều dài là 2m1 ạ. Cần 2 khúc phô phíp, độ cứng tầm 50-80 nha các. Cứng 50-80, khoen thì là khoen Fuji loại xứ trắng nè. Fuji xứ trắng 2m1. Bát Fuji FS7, bát gập ạ. Và tay cầm cây này á, là zin của nó là cán gỗ, không có quấn chỉ nha các. Nhờ bên nhà khẩu quấn để nó chống trơn trượt tay cầm á. Cầm nó sẽ chắc tay hơn. Các anh không thích thì mình về có thể tháo ra nha. Còn cán zin của nó sẽ cán gỗ màu đen như này. 2 khúc 2m1 full fit ạ. Và cây này có ngọn là 1 ly 7, trọng lượng 243g. Mã cần số 9. Mã số 9 là giá cần là 250.000. Mã số 9 nha các anh, giá cần sẽ là 250.000 ạ. Tiếp theo là mã số 10. Số 10, một cây cần 2 khúc 2 ngọn, chiều dài 2m4 nha các anh. 2 khúc 2 ngọn 2m4. Và cây này một ngọn nó cứng 30 nè, còn một ngọn to này thì cứng tầm 50. Hai độ cứng khác nhau để các anh trải nghiệm, một ngọn dịu còn một ngọn cứng nha các anh. Khuyên Fuji loại xứ trắng. Cần 2 khúc 2 ngọn. Khuyên Fuji xứ trắng nha. Và bass Fuji FS6 dạng bắt gập nha các. Tay cầm cánh gỗ. Cần 2 ngọn cho mình. Và màu ngọn là 1.2 ly, màu ngọn 2.7 ly. Trọng lượng của cần 240g. 240g. Và mã cần số 10 nha các. Mã số 10 giá của cây này sẽ là 400.000. Mã cần số 10 giá 400, cần 2 ngọn. Tiếp theo mã 11 nha các. 11 là một cây cần 2 khúc Ryobi, hàng Korea xuất sang Nhật, chiều dài 2m4, độ cứng 30 ạ. Cây này 2m4, độ cứng 30 nè. Phôi là phôi fib nha các. Fib có pha carbon, độ cứng 30, đọt đặc thép. Đọt này cũng đặc thép cho một canh nha. Quen Fuji loại xứ xám. Ryobi 2m4, cứng 30. Bát Fuji FS7, bát gập. Tay cầm làm nhám này. Bên này cũng làm nhám nha các. Cần Ryobi. Và ngọn cần sẽ là 2 ly 1, ngọn 2.1 ly, trọng lượng của cây này là 245g. Mã 11 giá cần là 300.000 ạ. Mã cần 11 có giá là 300. Tiếp theo mã số 12. 12, một cây cần 2 khúc nha các. 2 khúc. Cây này thì phô của nó là phô carbon. Đọt to, đọt 3 ly 5. Chiều dài 2m4, độ cứng 50, hàng China xuất sang Nhật nha các. Đọt 3 ly 5, đọt rất là to. Và trọng lượng của cây này nó là 334g, phô siêu dày luôn ạ. 334g nha. Toàn bộ dàn khuyên Fuji loại xứ đen, bát ngò bát Fuji, bát vặn. Ngọn 3 ly 5, trọng lượng 334g và mã cần số 12 ạ. Mã 12 giá của cây này sẽ là 400.000 nha các anh. Mã cần 12 giá 400. Và tiếp theo mã số 13. 13 là một cây cần 2 khúc Ryobi nha các anh. 2 khúc Ryobi, chiều dài 2m1, độ cứng 120, câu biển câu đáy này, tải chì cao nha các. Tải chì cao 2m1, độ cứng 120. Và dàn khoen sẽ là Fuji loại xứ xám, chân khoen câu biển nha các. Khoen Fuji xứ xám nè. Bắt qua bắt Fuji luôn, Fuji bắt bạn. Tay cầm cánh mút cho mình. Cần 2 khúc phôi carbon hãng Ryobi ạ. Câu biển nha các, câu biển đánh săn hàng. Cần tải chì cũng rất ok ạ. Và cây này ngọn sẽ là 3 ly 6 nha các. Ngọn cần 3.6 ly, trọng lượng 360g. Và mã số 13. Mã 13 cây cứng 120 này có giá là 800.000 nha các. Phô carbon. Mã số 13 có giá là 800.000. Tiếp theo mã số 14. Một cây cần 3 khúc Olympic ạ.
và khu Olympic. Cây này thì câu biển nha các, câu biển đọt cứng 80. Toàn bộ dàn khoen là khoen ròng rọc hết và đầu bu cũng vậy. Đầu bu ròng rọc xoay 360 độ luôn ạ. Khoen với đầu bu đều là ròng rọc nha các. Olympic 2m7. Bát Fuji FS7, bát gập, tay cầm cánh gỗ. Còn ba khúc 2m7. Cứng tầm 80. Và cây này có ngọn là 3.1 ly ạ. Ngọn cần ngọn 3.1 ly, trọng lượng sẽ là 400g nha các. Và mã cần số 14. Mã số 14 giá cái này là 350.000. Mã cần 14 có giá 350.000. Tiếp theo mã cần 15, một cây cần 3 khúc nha các. 3 khúc hãng NGK. Chiều dài cây này là 3m3. NGK 3m3, độ cứng thì khoảng tầm là 20 nha các. Độ cứng 20. 3m3 cứng 20, cần 3 khúc nè. Khoen Fuji sứ trắng ạ. Khoen Fuji sứ trắng. Bát thì là bát hãng, bát vặn. Tay cầm cánh gỗ nha các. Tay cầm cánh gỗ. Cần 3 khúc 3m3. Đọt của cây này nó là 4 ly nha các. Đọt 4 ly, đọt to. Đấy, dòng cần đọt to này. Trọng lượng thì là 577g. Phôi phíp cần 3 khúc. Mã số 15 giá 350.000. Mã cần 15 giá cây này là 350.000. Và tiếp theo mã 16 nha các. Mã 16 sau một cây cần 3 khúc luôn ạ. Cần 3 khúc và cây này nó có chiều dài 3m nha các. 3 khúc dài 3m cho mình. Khoen Fuji sứ trắng này. 3m và đọt này cứng tầm 25-27 nha các. 25-27 đọt cũng to. Họ có gắn sẵn một cái chuông này để báo cá. Các anh không thích thì mình có thể tháo ra nha. 3m Olympic. Bắt hãng, bắt vặn. Tay cầm cánh gỗ ạ. Tay cầm cánh gỗ. Và nó sẽ có một cái khoen cái là khoen gập nha các. Một khoen cái khoen gập cho mình. Đọt 3 ly 2, trọng lượng 463g. Mã cần số 16. Mã 16 và giá của cây này là 300.000 nha các. Mã 16 giá 300. Tiếp theo là mã số 17 ạ. Mã số 17 là một cây cần 3 khúc 36 nha các. Cần 3 khúc 36 hãng Olympic. 36 và độ cứng cây này nó tầm 25-27 nha các. Đế tầm đế đọc 25-27. Phôi phíp nè, khoen gà Fuji, loại sứ trắng bên trong, bách hãng bách vàng. Tay cầm cánh gỗ cho mình. Cánh gỗ nha các. Và có một cái khoen cái là khoen gập ở đây. Một khoen cái khoen gập. Khoen Fuji loại sứ trắng. Và ngọn cần là ngọn 3 ly 2, trọng lượng 645g. Mã cần số 17 nha các. Mã 17 và giá của cái này là 380.000. Mã cần 17 còn 3 khúc giá 380.000. Tiếp theo là mã 18 ạ. 18 cũng là một cây cần 3 khúc luôn nha các. 18 một cây 3 khúc, chiều dài 36. Đọt của cây này cũng to nè. Đọt to. Độ cứng khoảng tầm 27 nha các. Chẳng để cho mình. Còn 3 khúc 36 ạ. Và ngọn cần sẽ là ngọn 3 ly 3. Ngọn to nha các. Khoen Fuji loại sứ trắng. Bát là bát Fuji bát vặn. Khoen bát Fuji à, không, bát là bát hãng nha các. Bát hãng bát vặn cho mình ạ. Và cái phần tay cầm bên dưới này của nó là cánh gỗ nha các. Phôi phíp. Tay cầm cánh gỗ. Khoen Fuji loại sứ trắng. Khoen cái là một khoen gập này. Và mã cần số 18 ạ. Mã 18 cây này có trọng lượng là 640g nha các. Mã 18 giá cần 380.000. Mã 18 giá cần 380.000 ạ. Và tiếp theo là mã 19 nha các. 19 sau một cây cần 3 khúc, chiều dài 4m2. Nhưng mà cây này thì có hụt ngọn nha các. Có hàng hụt ngọn. Cây này nó hụt ngọn 15cm nha các. 4m2 mà hụt 15cm thì nó còn 4m05. 4m05 ạ, Ruby Pro Skyer nha các, 4m05. Và bây giờ độ cứng của nó thì khoảng tầm 35-40 rồi nha các. Độ cứng hiện tại 35-40. Độ hiện tại rất là to luôn ạ. Độ hiện tại của cần này là 6 ly 2 nha các. Là 6 ly 2. Khoen Fuji loại sứ xám. Nó có hai cái khoen gập nha, hai khoen gập. Và đầu bu cũng là đầu bu Fuji sứ xám luôn, có phát quang.
Ribby, rồi Skyer 4m2. Hao hụt 15C nha các anh, là còn 4m05, này, còn 3 khúc. Giờ các anh câu lục này, câu lục Saber đánh bạc bãi thoải mái luôn. Bát Fuji FS8 bắt gặp. Còn 4m05 nha các anh, 4m05. Đọt 6 ly 2, trọng lượng của cây này là 780g và mã cần số 19. Mã 19 giá cần sẽ là 400.000 nha các anh, mã 19 giá cần 400 ạ. Và tiếp theo mã số 20, một cây cần 2 khúc phôi carbon hàng đẹp của hãng Suyumi. Suyumi Hold Devotion nha các anh. Chiều dài cần là 2m7, độ cứng 50 nè. 2m7 cứng 50, Suyumi Power Stay. Và bass là bass Fuji chữ vàng, bass vặn ạ. Bass Fuji chữ vàng, bass vặn. Và khuyên của cần á là Fuji xứ xích nha các anh. Fuji xứ xích dạng khuyên lá. 2m7 cứng 50. Khuyên Fuji xứ xích khuyên lá, đầu bu cũng là đầu bu Fuji loại xứ xích luôn ạ. Và cây này có ngọn là 2 ly 5, 2m7 cứng 50, ngọn 2 ly 5. Trọng lượng 301g và mã cần số 20 ạ. Mã 20 cây này sẽ có giá là 950.000, mã cần 20 có giá 950.000. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay sẽ mã 21 nha các anh. 21 một cây Ruby Pro Skyer. Cái này thì zin nguyên bản không hao hụt. Chiều dài của cần sẽ là 3m9 ạ. Và dòng này đọt của nó to nha các anh. Cây 3m9 này đọt tận 4 ly 6 nha, độ cứng 30. Độ cứng 30 Ruby Pro Skyer nha các anh, 3m9 nè. Toàn bộ dàn khuyên của nó là khuyên gập hết ạ. Fuji xứ xám, khuyên gập Ruby Pro Skyer 39. Bát Fuji FS8 cân gắn máy lớn được nha. Gắn máy lớn thoải mái. Phôi phíp cần 3 khúc. Đọt 4 ly 6, trọng lượng 630g. Và mã cuối cùng, mã số 21 giá 550.000, mã cần 21 giá 550.000 ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các anh nha.